Mình đã chuẩn bị một bát bột mì đây. Bây giờ mình sẽ cho đường vào. Mình mới mua một cân đường này. Mình sẽ cho đường vào. Mẹ ơi, đây là đường tắt cả. Đường của mẹ đấy. Mẹ bố ra trường nào nhá. Con lên nhà con chơi đi. Này tùy theo khẩu vị mà các bạn là cho nhiều đường ít đường nhé. Chị ăn ngọt thì chúng ta cho nhiều đường một chút. Đây nhưng mà trẻ con mình ăn ngọt cho nhiều. Để một ít nữa cho ngọt. Sau đó mình sẽ cho nước. Mình sẽ trộn bột lên cho nó mỏng lọng ra một chút. Ở nhà rảnh rỗi là cứ chế biến những cái món này cho các bé nhà mình ăn. Cho từ từ thôi, không gọi nhiều quá hay ít quá. Trong lúc mà mình mới bột thì mình sẽ bật bếp lên và chưng đun mỡ cho nó sôi nhé. Chuẩn bị bốn ngọt chuối này. Mình sẽ cho vào vào. Mình sẽ cắt chuối thôi. Ngọt chuối này. Bột mì vừa lên, mình các bạn lại nhớ là bột mì bắn hết lên đây. Đẹp đẹp quá ấy, nó sẽ ngon hơn mình thôi. Mình rán ngon cho các bé ăn xong mình sẽ rán luôn. Ấy.
em mới nó sôi đi. Gì đây con? Bờ. Bờ. Cái này nó dầu gì đấy? Từ ngoài bắn lên luôn. Ừ. Không dính vào cái này rồi. Ừ. À? Vâng á. Mình tí mẹ cởi ra rồi. Xong rằng ấy. Em mẹ đi hàm rồi nhá. Hả? Mẹ đi hàm quanh nhá. À? Mẹ đang bảo đi hàm quanh cho anh Nhân đi. Con á cái gì? Không. Không. Thank you.
và đi vệ sinh. Ăn chuối này nó dễ tiêu hóa vậy. Chính là các bạn.